đến với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đa rất hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin nóng hổi nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Băng Di bên vực Khổng Tú Quỳnh trước tin đồn cặp đại gia bỏ chàng bắp. Dù không chia sẻ quá nhiều về nhau trên mạng xã hội, nhưng ngoài đời thật cả hai giữ mối quan hệ chị em thân thiết. Nữ diễn viên còn khẳng định Khổng Tú Quỳnh phải vay ngân hàng để mua nhà mua xe, thì chuyện hẹn hò với đại gia là thiếu căn cứ. Băng Di bên vực cô em trước tin đồn thất thiệt. Vài ngày qua, cái tên Khổng Tú Quỳnh xuất hiện trên khá nhiều diễn đàn, thông qua những chi tiết như chuyện tình cảm đổ lầy lội khi đi đám cưới vợ chồng Đông Nhi hay cả sản phẩm âm nhạc mới nhất. Rất nhiều khán giả phấn khích khi thấy nữ ca sĩ tung MV mãi mãi là một lời nói dối đầy tâm trạng. Một trong số những người ủng hộ tinh thần cho cô trong khoảng thời gian gần đây chính là Băng Di. Người chị này đã chia sẻ rất nhiều từ clip đến hình ảnh và thậm chí cập nhật các thành tích mà Khổng Tú Quỳnh có được trong vài ngày qua. Mới đây nhất, Băng Di còn lên tiếng bên vực Khổng Tú Quỳnh trước tin đồn cô cặp đại gia bỏ rơi người yêu cũ. Băng Di khẳng định tội nghiệp con nhỏ đang hot trừng trừng nên bị đồn hết cặp đại gia bỏ người yêu cũ rồi làm gái đi khách. Nào ai biết chuyện nó. Chuyên qua nhà mình ngồi khóc cho đã, xong ăn sập nhà mình rồi về, thậm chí tài chính nó có bao nhiêu phải vay mượn ngân hàng để mua nhà mua xe như thế nào, mình biết hết. Đại gia đi với khách kiểu gì mà bèo quá vậy. Băng Di không quên gửi tin nhắn khá dài động viên cô em thân thiết, không nên để tâm đến những lời bị đặt, thiếu căn cứ và chẳng chấp trẻ con. Khổng Tú Quỳnh xác nhận tan vỡ với bạn trai sau 8 năm mặn nồng. Vừa qua, nữ ca sĩ đã chính thức thừa nhận chuyện dừng lại với Ngô Kiến Huy sau một thời gian dài bên nhau. Tuy nhiên, cô không nhắc đến nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng tiếc này. Khổng Tú Quỳnh tâm sự với truyền thông, quả thật 8 năm là một khoảng thời gian rất nhiều cảm xúc, từ chuyện buồn đến chuyện vui, cho tới ngày hôm nay tôi vẫn rất trân trọng, trân quý những điều đó. Thật ra tôi không muốn nói về chuyện riêng tư quá nhiều, bởi nếu người cũ là một người bình thường, sẽ dễ chia sẻ hơn, nhưng đây lại làm chung nghề và được mọi người biết tới nhiều thì tôi rất sợ. Sợ ở đây là nói ra nhiều, khi ý của mình là ý khác, nhưng chỉ cần lệch đi tí xíu là bị hiểu lầm. Dù sao đến ngày hôm nay tôi chỉ muốn nói cảm ơn mọi người rất nhiều, vì ngoài công việc thì vấn đề tình cảm vẫn được mọi người quan tâm. Gần đây nhất, Khổng Tú Quỳnh Ngô Kiến Huy còn chạm mặt trong hôn lễ của Đông Nhi diễn ra ở Phú Quốc. Tại đây cả hai dường như tránh mặt và dù hỏi bạn thân chụp ảnh cùng thì họ cũng chẳng xuất hiện trong một khung hình.